Chào các bạn, hôm nay gia dụng nhà Việt xin giới thiệu với các bạn chiếc giá đỡ iPad gắn kính lái xe ô tô. Đây là chiếc giá đỡ phù hợp với các cái iPad có kích cỡ từ 7 đến 11 inch. Kích thước rất là lớn. Cái này các bạn ngoài iPad thì các bạn có thể để được TV, DVD hoặc GPS. Cách gắn là chúng ta sẽ gắn cái miếng hút chân không này lên trên kính lái và sau đó thì gắn cái giá iPad vào. Nó sẽ tìm hiểu kỹ hơn. Thì với kích cỡ lớn như này thì các bạn có thể không những iPad mà cả máy tính bảng của Windows các bạn cũng để vừa được. Chúng ta gồm có hai bộ phận. Bộ phận thứ nhất là cái hút chân không để gắn vào kính lái. Miếng hút rất là lớn, đảm bảo iPad sẽ chắc chắn được. Cái này các bạn sẽ điều chỉnh được. Gật gù và bạn này để cho nó chặt lại. Cái này để khóa lại để khóa hút chân không. Phần này các bạn cũng xoay được các cái góc khác nhau. Để đỡ cái phần thứ hai này là cái giá đỡ iPad của chúng ta. Các bạn gài vào đây. Rồi. Thì khi gài xong chúng ta có một cái giá đỡ. Các bạn có thể điều chỉnh được các hướng. Tại đây thì các bạn thấy là cái này có thể điều chỉnh được xa gần. Và cái này cũng sẽ điều chỉnh được tới lui này để giữ cái iPad cho chặt. Chúng ta sẽ xem cái kích cỡ iPad phù hợp là gì. Ở đây chúng ta thấy là cái phần thu nhỏ nhất, cái phần chiều rộng của iPad sẽ là 14cm. Tức là chiều cao của iPad ấy. Ở phần lớn nhất nó có thể chứa được, đó là kích cỡ là 25cm. Rất là lớn, tức là chiều cao của chiếc máy tính bảng tới tận 25. Tức là nó sẽ co từ 14 cho tới gì ạ? 25, các bạn điều chỉnh ở đây. Và điều chỉnh xong nó sẽ khóa lại. Đúng không ạ? Bây giờ sẽ thử gắn với cái iPad. Đây là iPad Air. Các bạn chỉ đặt đây. Sau đó các bạn đẩy cái này lại. Và gì ạ? Chốt lại là xong. Nó sẽ giữ chặt. Đây bạn chặt lại thì nó sẽ không gật gù nữa. Và đây chúng ta đã gắn cái iPad được lên kính lái. Chiều cao phù hợp của iPad là từ 14cm cho tới 25cm. Điều chỉnh được. Để tìm hiểu kỹ hơn về cái giá để iPad gắn trên kính lái xe ô tô, các bạn có thể truy cập trang web gia dụng nhà Việt.com. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.